Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Thì đây là một cái video rất là quan trọng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu được là như thế nào để xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách của các bạn. Thì trong 2 ngày tôi tổ chức cái workshop mà tôi có up lên trên kênh YouTube Tuệ Trading này. Thì có khá nhiều anh chị các bạn đặt cái câu hỏi cho cái việc là xây dựng hệ thống là như thế nào. Và sắp tới cái việc mà tôi triển khai cái cộng đồng như thế nào thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn thông qua cái video này luôn. Bởi vì sắp tới là sẽ rất là bận rộn nên tôi sẽ không ra cái video thường xuyên nữa, mà tôi sẽ tập trung vào những anh chị trong cái nhóm đầu tư crypto dài hạn chuyên sâu và cái nhóm mà tôi đang hướng dẫn hỗ trợ cho họ xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch và cái cách họ rèn luyện cái thói quen ghi chép nhật ký giao dịch. Chính vì vậy video này tôi làm tôi cũng muốn giải thích cho các bạn để các bạn hiểu. Và nếu các bạn thực sự nghiêm túc thì các bạn đồng hành vào trong đó. Thì các bạn lưu ý kỹ này, những cái kiến thức tôi chia sẻ trên kênh YouTube ở đây, tôi khẳng định với các bạn là nó đủ cho các anh chị để các bạn có thể các bạn giao dịch. Bởi vì các bạn biết là về nguyên cái series, về cái phân tích kỹ thuật ở đây là gần như đủ cho các bạn sử dụng rồi, chứ không phải các bạn đi học những cái gì xa xôi đâu. Nhưng mà câu chuyện là rất nhiều anh chị các bạn mắc phải là các bạn học rất là hời hợt. Bởi vì các anh chị cứ nghĩ là những cái thứ chia sẻ trên cái kênh YouTube này là nó miễn phí. Nên là các bạn mặc nhiên rằng là tôi sẽ cứ chia sẻ tiếp. Thì tất nhiên tôi vẫn cứ sẽ chia sẻ. Nhưng mà khi mà chia sẻ miễn phí như thế này thì thông thường các anh chị sẽ không có cái sự nỗ lực đâu. Bởi vì đơn giản là các bạn thấy là các bạn đâu cần phải bỏ tiền ra để các bạn có được một cái kiến thức gì đó. Thế nên cái quyết tâm của các bạn nó sẽ không cao. Và đây là cái cách mà tôi đã làm việc với rất nhiều anh chị rồi. Bởi vì có rất nhiều anh chị khi mà họ bị mất rất nhiều tiền, họ đến họ gặp tôi, xong rồi câu chuyện là sau khi ngồi chia sẻ hướng dẫn cho họ mãi thì câu chuyện là họ vẫn cứ lặp lại những cái sai lầm đó. Thì bản thân là rất nhiều anh chị khi mà tôi đặt câu hỏi là em đã xem cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật này chưa? Thì rất nhiều anh chị trả lời với tôi là em xem hết rồi. Và cái câu tiếp theo tôi là đặt cho họ tiếp là thế thì em xem, em hiểu được cái gì? Ví dụ, trong cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật, anh nói là giới thiệu về cái chuỗi này này. Hoặc là anh hỏi là tại sao phải học về phân tích kỹ thuật? Thì em có biết không? Thì gần như là các bạn ấy không biết trả lời sao cả. Và cũng không có ghi chép lại luôn. Thế nên đó là lý do các bạn biết là cái cách các bạn làm việc hời hợt như vậy. Thì cho dù tôi có làm ra 10 video, 20 video, 30 video nữa thì các bạn vẫn không có nỗ lực. Bởi vì đơn giản là các bạn cứ nghĩ là cứ xem xong rồi là các bạn hiểu được những cái thứ tôi chia sẻ. Thì đó là một cái tư duy rất là sai lầm. Và đó là cái số đông rất nhiều anh chị đang mắc phải. Thế nên là trong cái video mà tôi chia sẻ cho các bạn để xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách của các bạn, thì các bạn biết những anh chị mà đã follow theo kênh YouTube này thì các bạn biết cái cách mà tôi đang sử dụng chủ yếu là cái bộ công cụ RSI và tôi sử dụng với thêm cái MACD nữa đó. Ngoài ra tôi chỉ dùng trên nến Nhật và tôi sẽ để cái hình cây nến xanh gọi là nến tăng, là cái nến trắng này, cái nến đỏ là cái nến màu đen này. Ngoài ra hình gần như là tôi không sử dụng một cái gì cả. Thì cái câu hỏi đặt ra làm sao để có thể mà tôi hình thành nên một cái phương pháp mà một cái hệ thống giao dịch như hiện tại, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Và tất nhiên ở đây tôi cần có cái sự cam kết, tôi cần có cái sự nghiêm túc. Bởi vì nếu mà tôi vẫn cứ tiếp tục chia sẻ lên trên này thì câu chuyện các bạn cũng học hành hời hợt như vậy, chỉ số ít, rất ít các anh chị thật sự nghiêm túc. Thì tất nhiên tôi sẽ vẫn làm những cái video, nhưng mà trong thời gian sắp tới tôi sẽ rất là bận rộn, thế nên sẽ ít cái video được ra và tôi hy vọng là các anh chị chịu khó luyện tập trên này. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về lại cái video chính là xây dựng một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách của các bạn sẽ là như thế nào. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu rõ. Các bạn biết là có rất nhiều cái trường phái giao dịch khác nhau và cũng có rất nhiều những cái hệ thống giao dịch khác nhau. Thì các bạn biết có rất nhiều anh chị giao dịch theo cái trường phái dài hạn, tức là họ giao dịch theo cái chu kỳ của thị trường. Ví dụ như họ đánh theo chu kỳ thôi. Cũng có rất nhiều anh chị giao dịch theo trường phái swing. Ví dụ các bạn sẽ trung hạn,
thời gian ví dụ 3 tháng, 6 tháng, họ đánh theo từng cái nhịp của thị trường. Rồi cũng có những anh chị các bạn là giao dịch trong những khung thời gian ngắn, ví dụ như là 1 giờ, 4 giờ, vân vân. Và tất nhiên về hệ thống giao dịch thì sẽ có rất là nhiều những anh chị sử dụng những cái bộ công cụ chỉ báo khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như MAY, Ichimoku, dải Bollinger Band, rồi những cái đường MA, hoặc là rất nhiều những cái bộ công cụ chỉ báo khác, rất là nhiều. Thì ví dụ như ở đây tôi chỉ sử dụng chính là cái bộ công cụ của RSI và cái MACD. Thì gần như tôi chỉ mô tả trên RSI là chủ yếu. Bởi vì khi mà các bạn thực sự các bạn hiểu bản chất của hai cái bộ công cụ này thì các bạn thấy là gần như nó đều có cái sự tương quan với nhau cả đó. Tuy nhiên nó sẽ có một số cái thứ khác biệt mà cái MACD nó sẽ hỗ trợ để các bạn nhìn ra cái độ trễ phía trên cái RSI. Thì những cái này gần như tôi đã chia sẻ trong cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật tinh túy của RSI và MACD rồi, chia sẻ hết rồi đó. Nhưng các anh chị thường là ít khi các bạn để ý lắm đó. Thì quay trở lại câu chuyện là sẽ có rất nhiều những cái trường phái giao dịch, cũng có rất nhiều những cái hệ thống giao dịch khác nhau. Thậm chí có rất nhiều anh chị các bạn giao dịch theo cái trường phái price action, tức là họ không sử dụng một cái bộ công cụ chỉ báo nào cả, mà họ chỉ nhìn vào nến thôi. Thì thực ra có rất nhiều người hỏi tôi là cái bộ công cụ chỉ báo nào mạnh hơn, hay là cái phương pháp giao dịch nào nó hiệu quả hơn. Thì xin trả lời với các bạn như thế này, bản chất các bạn kiếm ra tiền là được. Bởi vì khi mà các bạn biết được cái ưu điểm, nhược điểm của một cái bộ công cụ nào đó, thì các bạn sẽ biết cách khắc phục nó. Thì cuối cùng nó mang lại cái hiệu quả tốt cho các bạn, thì đó là thành công rồi. Thế nên mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái phương pháp giao dịch khác nhau, cũng là một cái trường phái giao dịch nó khác nhau. Và quan trọng là các bạn biết mình nên làm gì. Cái khó khăn của rất nhiều anh chị ở đây các bạn đang mắc phải là các bạn bị cái lỗi là cứ đẻo cày giữa đường. Có thể các bạn xem trên kênh YouTube của tôi, xong các bạn thấy ông này ông sử dụng cái RSI MACD hay quá. Trong lúc đó các bạn đang sử dụng cái MAY Ichimoku gì đó, thì các bạn bỏ đi. Hoặc các bạn đang sử dụng cái Bollinger Band, các bạn cũng bỏ đi. Mà các bạn quay về lại cái RSI hoặc cái MACD của tôi. Thì câu chuyện nó không đi đến đâu đó các bạn. Cái câu chuyện là các bạn hãy làm sao sử dụng giỏi một cái thứ và hãy đào sâu đến tận cùng. Thì câu hỏi làm sao để có thể mà đào sâu đến tận cùng để mình biết rằng mình có phù hợp với cái phương pháp giao dịch đó không, hoặc mình có phù hợp với bộ công cụ chỉ báo đó không, thì nó cần phải thời gian, cần các bạn học, xong rồi các bạn cần phải đi cùng với thị trường, các bạn cần có những cái trải nghiệm, các bạn đúc kết ra được những cái kinh nghiệm, chỉ có như vậy. Rồi, thì để có thể mà xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách riêng của các bạn, thì các bạn thấy là mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta vào trong thị trường này, chúng ta sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Mục tiêu về tiền, mục tiêu về cái sự học tập, mục tiêu về cái việc phát triển trong thị trường này, nó sẽ khác nhau. Chính vì mục tiêu của mỗi người khác nhau, nên các bạn phải hiểu, các bạn phải xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách của các bạn. Ví dụ, có một số người họ vào thị trường này, họ xác định đầu tư, tài chính hoặc là trading là cái sự nghiệp của họ. Thì khi mà cái mục tiêu của họ như vậy thì chắc chắn họ sẽ dành toàn thời gian cho cái việc đó. Còn mục tiêu của các bạn đơn giản hơn, ví dụ như là mục tiêu của các bạn là bạn chỉ muốn là kiếm thêm một cái nguồn thu nhập trong một cái thời gian rảnh rỗi. Thì các bạn thấy nha, thông thường nếu mà mục tiêu của các anh chị là các bạn kiếm cái nguồn thu nhập trong cái thời gian rảnh rỗi, thì thông thường cái cách học tập của các bạn không thực sự nghiêm túc lắm đâu. Tôi thấy có rất nhiều anh chị khi mà các bạn đến với trading, các bạn cứ nghĩ như thế này, mong muốn kiếm một cái nguồn thu nhập nào đó, các bạn vào những cái hội nhóm xe kèo, vào những cái group đọc lệnh, vào những group chuyên gia gì đó, để các bạn là mong muốn sử dụng là cái việc là người ta cho kèo, người ta cho mình một cái điểm vào lệnh nào đó. Nhưng mà thực tế khi các bạn vào với cái cách mà giao dịch như vậy thì tôi thấy hầu như cái kết quả giao dịch của các bạn không có tốt. Thử nghiệm lại mà xem, bao nhiêu anh chị các bạn đang thực sự kiếm được tiền từ những cái việc các bạn vào những cái hội nhóm xe kèo như vậy, đúng không? Rồi thực sự là các bạn có kiếm được tiền không? Hay là đang mất rất là nhiều tiền, đúng nào? Thế nên lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn, cái mục đích của mỗi người khác nhau, thì các bạn sẽ có những cái cách tiếp cận khác nhau. Thì khi mà mục đích của các bạn, ví dụ như là
mục đích của một cái người họ vào thị trường này, họ thực sự rất là nghiêm túc, thì họ sẽ tìm cách họ học tập này, họ tìm cách họ đào sâu vào cái vấn đề. Thế nên cách của tôi là tôi mong muốn làm việc với những anh chị các bạn nghiêm túc thật sự, chứ không phải là cái cách mà chúng ta vào đùa giỡn với nhau. Đó là cái cách mà tôi setup các bạn thấy là tôi không có một cái hội nhóm mà cộng đồng bên ngoài đâu. Cách của tôi là tôi làm việc với những anh chị nghiêm túc thật sự. Thì cái mục tiêu của các bạn, nếu mà các bạn nghiêm túc thì làm việc nghiêm túc nó dễ lắm. Tôi nói điều này các anh chị đừng có suy nghĩ mà tôi có gì cả nha. Mà tôi phải nói điều này để các bạn biết nè. Trong thị trường đầu tư tài chính này, một cái thực tế chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là nếu như các anh chị kiếm được tiền thì đâu đó có người khác họ mất tiền. Tức là trong cái thị trường này cuộc chơi là tổng bằng không. Tức là các bạn kiếm được tiền thì đâu đó có người mất tiền. Mà các bạn biết cái thị trường đầu tư tài chính này là khoảng tầm 90% đến 95% những cái người tham gia thị trường đều mất tiền. Tức là những cái người mới họ vào thị trường này thì họ đều gọi là mất tiền. Thì cái cách của tôi các bạn biết là tôi chia sẻ trên này nó gần như những cái kiến thức rồi. Nhưng lúc này bắt đầu hơn thua nhau là ở cái ý thức. Hơn thua nhau nằm ở cái việc là cái sự nghiêm túc của mỗi người. Thì những thứ này tôi không thể giúp các bạn được, mà từ chính các bạn nỗ lực thôi. Chứ các bạn không nghiêm túc thì cho dù những cái kiến thức tôi chia sẻ nó có tốt như thế nào, nó có hay như thế nào, thì nó chỉ dừng lại ở mức độ hay với các bạn thôi, chứ còn không giúp các bạn kiếm được tiền được. Đó là lý do tại sao cái cách tôi làm việc là tôi cực kỳ nghiêm túc. Và tôi hay đặt cái mục tiêu là những anh chị vào đây là phải đào sâu, vào đây là phải xác định đi dài hạn, vào đây là mình xác định là một cái sự nghiệp. Thì các bạn thấy, với mục tiêu của mỗi người khác nhau, các bạn sẽ xây dựng nên một cái cách giao dịch khác nhau. Cái người nghiêm túc thì họ vào đây họ học tập, họ đào sâu, họ ghi chép nhật ký giao dịch, họ có một cái hệ thống giao dịch. Còn những cái bạn mà bình thường thì các bạn cứ vào đây hóng hớt, rồi các bạn cứ vào lệnh theo cái kiểu cảm xúc, thấy có dấu hiệu điều chỉnh rồi thì mua, thấy ớn quá thì chạy, chả có một cái tiêu chí nào cả. Nhưng nếu các bạn có một cái tiêu chí giao dịch thì các bạn sẽ thấy khi mà cái đường tín hiệu nó cắt như thế nào, có những cái vùng hỗ trợ kháng cự như thế nào vân vân, thì đó là cái cách mà các bạn xây dựng. Rồi tiếp theo là các bạn thấy là tại sao cái hệ thống giao dịch của mỗi người nó khác nhau? Bởi vì quỹ thời gian của mỗi người là khác nhau. Tôi biết có rất nhiều anh chị các bạn vào trong thị trường này, các bạn đầu tư theo chu kỳ thị trường. Tức là các bạn đầu tư theo những cái con sóng lớn, theo con sóng của khung tuần, hoặc là nhiều anh chị theo những cái sóng ngày. Nhưng có rất nhiều anh chị các bạn vào những cái khung thời gian như là 1 giờ hoặc là 4 giờ các bạn giao dịch. Thông thường tôi hay khuyên các anh chị là nếu các bạn giao dịch hãy dành thời gian ở cái khung thời gian 4 giờ trở lên thì nó có cái sự ổn định, các bạn dễ dàng giao dịch và các bạn dễ dàng nhìn được những cái xu hướng. Còn những cái khung thời gian ví dụ như 15 phút hoặc 30 phút thì cái sự ổn định nó không có. Với những cái khung thời gian mà 15 phút, 30 phút, đặc biệt có nhiều anh chị vào những khung thời gian 3 phút, 5 phút thì thực sự nó rất là khó. Những anh chị mà giao dịch được những khung thời gian này mà tạo ra được lợi nhuận thì thực ra các bạn level các bạn cần phải thực sự rất là giỏi. Đó. Còn hôm trước khi tôi làm cái chuỗi video này, cũng có một bạn hỏi tôi là anh ơi, cái khung thời gian 1 phút có áp dụng được cái việc là phân kỳ hội tụ không? Thì thực ra vẫn có thể áp dụng được, nhưng chắc chắn câu chuyện là cái độ nhiễu rất là nhiều. Và nếu mà các bạn giao dịch mà khung thời gian 1 phút thì nói thật các bạn là khổ lắm. Khổ thật sự các anh chị. Đó. Nên lời khuyên chân thành là hãy từ khung 4 giờ trở lên các bạn. 1 giờ các bạn xem, các bạn tìm kiếm điểm vào lệnh đẹp. Ok. Nhá. Thì quỹ thời gian của mỗi người nó sẽ khác nhau. Thì các bạn cần phải có một cái hệ thống giao dịch nó khác. Đó. Ví dụ nhiều anh chị các bạn dành toàn thời gian cho thị trường này, ví dụ như tôi đi, thì tôi sẽ có một cái cách giao dịch nó khác. Còn một số anh chị các bạn vẫn đang đi làm những cái công việc bên ngoài thì các bạn sẽ có cái khung thời gian giao dịch khác. Và làm sao để biết mình phù hợp với cái này thì tất nhiên sẽ có một cái bộ tiêu chí để các bạn ngồi, các bạn quan sát, các bạn xem xét. Ví dụ như công việc của các anh chị, các bạn làm 8 giờ sáng, 5 giờ chiều đúng không? Thì bây giờ các bạn không thể nào mà trong thời gian đó các bạn giao dịch được, các bạn cầm điện thoại hoặc các bạn mở chat lên. Trong công ty, các bạn đang ở trong công ty mà các bạn mở chat, các bạn làm những cái việc ngoài như thế thì chắc chắn hiệu quả công việc nó không cao. Coi chừng sếp đuổi việc nữa đúng không? Vào trong công ty giao dịch lúc lệnh nó đang thua lỗ nữa, làm sao có cái tâm lý ổn định để làm việc được. Đó, nên những cái bạn như vậy thì tôi khuyên giao dịch từ khung H4 trở lên. Tức là các bạn thấy cứ 4 giờ thì sẽ là một cái cây nến. Thì các bạn đi làm việc một ngày nó chỉ có 2 cây nến thôi. Thì lúc đó các bạn có thể dễ dàng các bạn giao dịch thoải mái được đúng không? Các bạn không bị ảnh hưởng chi phối lắm. Đó, chứ còn mà cứ vào những khung nhỏ
thì tâm lý rất bất an. Những anh chị mà có cái công việc bên ngoài thì tôi hay khuyên các bạn là hãy chọn giao dịch spot và theo cái khung thời gian từ 4 giờ, tận dụng những cái mô hình nó rất là dễ. Đó. Rồi, các bạn biết là mỗi chúng ta sẽ có cái hệ thống giao dịch khác nhau, bởi vì sử dụng các cái công cụ chỉ báo nó cũng khác nhau. Nhiều anh chị sử dụng những cái bộ công cụ ví dụ như là May Bollinger Band, đúng không? Rồi là Ichimoku, vân vân. Rồi rất nhiều những cái công cụ chỉ báo khác, các bạn mà mở ra trong này các bạn sợ thì quá trời thứ luôn. Rồi rất nhiều những cái bộ công cụ ở đây. Thì mỗi người sẽ có một cái cách. Nhưng chung quy lại các bạn biết các cái bộ công cụ chỉ báo nó cũng mục đích là đưa cho các bạn cái tín hiệu, đưa cho các bạn các cái dấu hiệu. Và quan trọng nhất là cái cách các anh chị ứng xử như thế nào. Thì các bạn thấy là các cái công cụ chỉ báo sử dụng khác nhau, thì các bạn cũng sẽ có cái hệ thống giao dịch nó cũng khác. Ví dụ công cụ chỉ báo của các bạn khác thì các bạn sẽ dùng những cái vùng hỗ trợ kháng cự khác, dấu hiệu các bạn vào lệnh cũng sẽ khác. Rồi các cái tiêu chí chốt lời của các bạn cũng phải khác. Đó, thấy không? Thì các bạn cần phải biết ưu điểm, nhược điểm của từng cái bộ công cụ chỉ báo để các bạn sử dụng. Rồi tương tự cái khung thời gian giao dịch của mỗi người cũng khác nhau. Đó, quỹ thời gian mỗi người khác thì các bạn sẽ chọn những cái khung thời gian giao dịch khác nhau. Cũng có rất nhiều anh chị các bạn có thời gian rảnh. Ví dụ như cá nhân tôi dành toàn thời gian cho thị trường crypto. Nhưng thực ra các bạn thấy là tôi không có ngồi giao dịch những cái khung thời gian 1 giờ như các anh chị khác đâu. 1 giờ hay 30 phút không đâu các bạn. Mà tôi thường là từ khung H4 trở lên. Bởi vì tôi còn thời gian tôi làm những việc khác như tôi học tập, tôi nghiên cứu, tôi đào sâu vào nhiều vấn đề khác. Chứ không phải là mình toàn thời gian là mình cứ ngồi trước cái nến. Các bạn nhớ lưu ý kỹ tôi nói các bạn điều này này. Mục đích của giao dịch là các bạn tạo ra lợi nhuận, tạo ra tiền. Mục đích của giao dịch là không phải là mình giao dịch nhiều lệnh, mà mục đích cuối cùng là các bạn phải làm sao tạo ra được cái lợi nhuận. Đó, nhiều anh chị các bạn giao dịch toàn thời gian, các bạn ngồi trước màn hình máy tính cả ngày, nhưng cuối cùng là gì? Không tạo ra được tiền. Thì đâu có ý nghĩa gì đâu các bạn. Tức là các bạn giao dịch cho đã, ngồi trước màn hình máy tính giao dịch cả tháng, kết quả các bạn thua. Thì không bằng một cái người họ giao dịch theo cái khung H4, khung D1. Một tháng họ làm khoảng tầm 3 lệnh, 5 lệnh gì đó, họ kiếm được 5-7%, 10%, 20%. Thì hơn các bạn là giao dịch cả tháng trời vào khoảng tầm vài trăm lệnh mà cuối cùng là thua. Điều nó có ý nghĩa gì đâu các bạn. Bản thân tôi cũng đã từng, nên tôi hiểu được cái cách là cuối cùng cái việc của các bạn giao dịch, các bạn phải lựa chọn được cái khung thời gian phù hợp. Và đích đến cuối cùng là mình tạo ra tiền, mình tạo ra được lợi nhuận, chứ không phải là giao dịch nhiều. Không phải cái tật là cứ ngồi máy suốt đêm, ôm màn hình suốt ngày suốt đêm, đúng không? Ngồi trong toilet cũng cầm điện thoại, đi đâu rảnh rỗi cũng cầm cái điện thoại ra lướt 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 chọc chọc thấy lệnh vào. Tức là một ngày mà các bạn thấy mà không có vào được lệnh là lúc này là hoang mang rồi đó. Lúc này thì khó chịu, làm gì thì làm phải làm vào một cái lệnh, rồi là để mà gồng coi lỗ lời như thế nào, chứ không vào lệnh là chịu không được. Tôi biết có rất nhiều anh chị là đang bị cái bệnh đó. Thì trong quá khứ tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết đó, nếu các bạn thực sự hiểu, các bạn có những cái trải nghiệm nhất định, thì tôi nghĩ các anh chị sẽ hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ. Bởi vì mỗi người trong chúng ta sau cùng các bạn sẽ đúc kết ra được những cái khung thời gian giao dịch khác nhau. Có rất nhiều anh chị tôi biết, và bản thân tôi ví dụ như là cũng giao dịch gần như toàn thời gian ở đây là mình dành để nghiên cứu học tập thị trường, chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi trước cái màn hình máy tính. Không phải lúc nào mình cũng lăm le những cái cây nến, lúc nào để mình vào lệnh, nó không phải đâu các bạn. Nếu mà suy nghĩ như vậy là sai lầm, các bạn sẽ bị giam, các bạn bị bó buộc trong cái chạc, trong cái đồ thị này, khổ lắm. Đừng có làm vậy nhé. Rồi, tiếp tục nữa các bạn thấy là cái số vốn giao dịch của mỗi người cũng khác nhau. Số vốn của mỗi người khác nhau thì các bạn cũng sẽ có một cái hệ thống giao dịch nó khác nhau. Ví dụ như các chị biết có những cái quỹ đầu tư, những cái tổ chức lớn, thì họ chỉ đầu tư theo chu kỳ thị trường thôi. Họ sẽ rải ra những cái vùng mua và họ sẽ bán dần từng cái vùng bán. Đó. Còn rất nhiều những anh chị trader thì các bạn sẽ giao dịch ở những khung thời gian nhỏ hơn thì có nhiều con sóng hơn. Những anh chị đều hiểu quy tắc là trong con sóng lớn thì sẽ có những cái con sóng điều chỉnh. Đó. Trong sóng điều chỉnh thì có những con sóng nhỏ hơn nữa. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi người, nguồn vốn. Nhưng các bạn cứ để kỹ nha. Những cái tổ chức lớn, những cái người mà họ có nhiều tiền thì họ thường đầu tư theo những khung thời gian rất là dài. Nhưng những cái bạn trader, những cái người mà các bạn số vốn nhỏ thì các bạn lại thích giao dịch ở những cái khung thời gian nhỏ.
Mà các bạn biết đó, trong trading nếu mà các bạn không có kỹ năng, không có kiến thức mà các bạn cần vào những khung nhỏ các bạn giao dịch thì câu chuyện là các bạn rất dễ mắc phải những cái sai lầm. Nên các bạn thấy là thông thường những cái bạn trader ở những khung thời gian nhỏ thì đa số họ mất tiền. Còn những cái người mà họ giao dịch, họ đầu tư, ví dụ như spot ở những cái khung lớn thì họ lại dễ dàng kiếm được tiền mà hầu như là ít cái rủi ro. Nhưng rất nhiều anh chị là khi mất tiền rồi các bạn mới nhận ra được cái điều đó. Nên các bạn biết là khi mà tôi hướng dẫn các bạn trong cái việc là các bạn xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch này, các bạn sẽ biết được ưu điểm, nhược điểm của từng thứ. Đó, số vốn của mình, ví dụ số vốn mình nhỏ, mình muốn là tận dụng những con sóng nhỏ. Nhưng thực sự là các bạn cần phải đánh giá được cái năng lực của các bạn. Mình mà không có kỹ năng, không có kiến thức mà mình vào những cái con sóng nhỏ thì mình bị thịt ngay. Đó, nên là mình cần phải hiểu được mình có năng lực, mình có kỹ năng không. Và quan trọng nhất là mình phải xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Các bạn đừng có đặt mục tiêu về tiền vội. Tôi chỉ nói đơn giản thôi, số vốn không cần nhiều đâu các bạn, ví dụ như một vài trăm đô cũng được. Nhưng hãy làm sao mà một vài trăm đô đó các bạn làm sao lên được 1.000 đô, 2-3.000 đô, 5.000 đô. Khi các bạn biết cách làm cho số tiền nhỏ nó tạo ra được số tiền lớn, nó ra số tiền lớn, thì câu chuyện lúc này các bạn có thể dùng nhiều vốn được. Còn bây giờ mà mình chưa có kỹ năng, mình chưa có kiến thức mà mình cứ đòi là đem nhiều tiền vào trong thị trường này thì câu chuyện là nhiều vốn càng bất lợi cho các bạn thôi, chứ có đâu có lợi ích gì đâu. Bởi vì là nhiều tiền mình đem vào mà mất nhiều nữa thì nó không có đáng. Nói nên các bạn thực sự hiểu thì các bạn sẽ biết cách là số vốn của mỗi người nó sẽ khác nhau, thì xây dựng hệ thống giao dịch nó cũng sẽ khác nhau. Bản thân tôi đã làm cái hệ thống giao dịch trong nhiều năm thì tôi thấy một cái câu chuyện là mỗi người cuối cùng các bạn phải xây dựng một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách riêng của các bạn, mà không thể nào người khác họ có thể làm theo các bạn được đâu. Điều này là không thể luôn các anh chị. Ngày trước khi mà tôi còn chưa có cứng thì tôi cũng follow, tôi cũng học rất nhiều người, thậm chí tôi còn xin những cái hệ thống giao dịch của người ta. Nhưng về khi mà mình một cái thời gian trải nghiệm thì mình thấy rằng cuối cùng chính mình phải đi xây dựng thôi, chứ không ai xây dựng cho mình cả đâu các bạn. Không ai xây cho mình được cả. Đó. Nên vì sao tôi nói các bạn là các bạn biết là các bạn phải xây dựng cho các bạn được. Và cuối cùng là gì? Ví dụ như các cái lệnh thua lỗ. Nếu như tôi đưa cho các anh chị những cái lệnh thua lỗ này, các bạn cũng không có biết được tại sao những cái lệnh thua lỗ này. Bởi vì chính tôi vào lệnh chứ đâu phải các bạn vào đâu. Rồi những cái lệnh thua lỗ nghiêm trọng, chính tôi đã mất rất nhiều tiền thì tôi mới hiểu được rằng đây là những cái sai lầm và để né đi. Rồi tiếp tục những cái mẫu hình đẹp, những cái mô hình đẹp khi mình vào lệnh mà mình thấy xác suất thắng cao thì lúc này mình mới tích hợp lại, thì mình thấy nó có những cái điểm chung. Rồi các cái lệnh thắng quan trọng, những cái lệnh mà tôi thắng lớn, tôi đều lưu lại để làm gì? Để mình học tập. Rồi có những cái lệnh mình chốt lời non, đúng không? Chốt lời rất nhiều lần, chốt non thì lúc đó mình mới biết cách là tối ưu được cái lợi nhuận. Rồi có những cái lúc mình né được những cái lệnh thua xuất sắc, mình thấy câu chuyện thị trường như thế này nên thoát ra khỏi, hoặc là khoan vội vào lệnh chờ thêm một cái đợt điều chỉnh nữa thì mới vào. Thì những lệnh này tôi đều lưu lại, bởi vì khi mà tôi làm thì tôi mới biết được. Cho bây giờ tôi đưa cho các bạn những cái này, làm sao các bạn biết, đúng không? Rồi những cái mẫu hình tôi sưu tầm, tức là bản thân tôi không có vào những cái lệnh này, nhưng mà tôi thấy cái mẫu này đáng ra mình vào giao dịch thì mình sẽ tối ưu được. Rồi một số mẫu hình ở bên ngoài người ta, tôi thấy có một số bạn họ chia sẻ mà tôi thấy hợp lý thì tôi đều sưu tầm lại. Rồi có một số cái lệnh tôi vào, tôi thấy cơ hội đẹp nhưng mà mình lại không vào, bởi vì có một số cái lấn cấn và mình bỏ lỡ cái lệnh đó dù mình nhìn thấy cơ hội. Thì điều này tôi làm những cái này tôi sưu tầm lại để tôi càng là mình tối ưu cái hệ thống giao dịch của mình nữa. Rồi những cái tài liệu bên ngoài tôi thấy hay tôi đều tổng hợp lại. Tôi show cái này để cho các bạn thấy làm gì? Để chính các bạn phải xây dựng cho các bạn một cái hệ thống giao dịch. Đó, các bạn phải xây dựng thôi. Mà những thứ đó nó phải kết hợp với cái nhật ký giao dịch. Tại sao trong cái chuỗi workshop này này, tôi chia sẻ cho các bạn thấy là trong này tôi đã có nói rất là kỹ trong cái phần mà hai cái workshop 1 và 2. Thì hai cái workshop này các bạn phải nên xem. Đó, bởi vì là nó là những cái thứ quan trọng trong đó. Mà sắp tới tôi cũng tạo một cái cộng đồng. Các bạn biết là sắp tới tôi cũng tạo một cái cộng đồng ở trên này. Cộng đồng này là một cái cộng đồng kín. Tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn biết cách xây dựng cái hệ thống giao dịch và biết cách xây dựng cho mình ghi chép những cái nhật ký giao dịch.
các bạn phải ghi chép nhật ký giao dịch á, thì lúc này các bạn mới lưu lại được những cái mà như nãy tôi chia sẻ, đúng không? Nếu các bạn không có mà ghi chép lại nhật ký giao dịch thì làm sao có những cái này được. Tôi vừa ghi bằng tay, tôi vừa lưu lại các cái mẫu hình trên cái chart. Bởi vì khi mà trên cái chart này mình lưu lại thì mình lúc này mình mới nhận ra được những bài học, mình mới đúc kết ra được những bài học được. Chứ còn nếu như nhìn không thôi thì chắc chắn câu chuyện là không thể được. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó. Nên á, các bạn thấy số vốn của mỗi người khác nhau này. Tóm lại thực ra trong trading và đầu tư các bạn, để mà nói câu chuyện không thể nào nói trong một cái video được đâu. Nên tôi làm việc cái gì cũng có một cái lộ trình. Khi mà tôi làm một cái việc gì thì tôi nhìn ra được một cái lộ trình dành cho một anh chị đi như thế nào, họ cần phải làm gì, họ cần phải trải qua những cái điều gì, thì phải một cái lộ trình thôi. Nhưng mà số đông thì các bạn thích ăn sổi đó, nên tại sao cái kênh YouTube này tôi khẳng định luôn là nó không dành cho những anh chị ăn sổi, nó dành cho những anh chị mà đã sắp mặt rồi, đã bị thị trường nó vả cho rồi. Thì lúc này các bạn xem cái kênh YouTube của tôi, các bạn mới thấy nó có ích cho các bạn thấy nó thấm. Chứ còn tôi không làm những cái video mà dành cho những anh chị xe kèo hay gì vậy, không có đâu các bạn. Ví dụ những anh chị trong cái group của tôi đây là một cái group mà đầu tư dài hạn chuyên sâu, các bạn thấy là những cái mẫu hình, cái cách nhìn như thế nào các bạn sẽ thuộc bài hết trơn. Các bạn thực ra không cần phải luyện quá nhiều mẫu hình nữa các bạn, chỉ cần hiểu được, chọn một vài mẫu hình follow theo thì các bạn thấy rằng là biết hết đó. Và chỉ cần luyện cho nó tốt thôi các bạn, đừng có gọi là phức tạp lên làm gì. Cuối cùng suy cho cùng, mọi thứ đơn giản nhất là dễ ra tiền nhất các bạn. Đó. Rồi tiếp tục này. Và các bạn biết sẽ có rất nhiều thứ, nên các bạn phải có một cái hệ thống giao dịch nó phù hợp với tính cách của mỗi người, phù hợp với chính các bạn. Chứ bây giờ tôi không thể nào đưa cái hệ thống của tôi cho bạn được, nhưng tôi sẽ chỉ các anh chị cái cách làm sao các bạn xây dựng nó phù hợp. Đó. Và các bạn cần phải xây dựng thôi, chứ bây giờ ai làm cho các bạn được, đúng không? Mình phải xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch nó phù hợp với các cái bộ tiêu chí vào lệnh và quản lý lệnh, cũng như cách thoát lệnh như thế nào. Nó các bạn cần phải có, chứ cứ bây giờ mà không có thì làm sao mà có thể hiểu được, đúng không? Đó. Nên các bạn thấy mà để làm cái này một cái lộ trình này. Đó. Về những cái kiến thức phân tích kỹ thuật các bạn cần phải nắm. Ví dụ như ở đây trên chỗ cái kênh YouTube này, các bạn biết là cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật, tôi khẳng định ở đây mà bạn nào chịu khó học và đào sâu vào, nó giúp cho các bạn rất là nhiều. Đó, trên này đã chia sẻ hết trơn rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi sau đó bắt đầu mình mới bắt đầu này, xây dựng cái bộ tiêu chí vào lệnh này. Đấy, mình chuẩn bị đồ thị như thế nào, rồi cái điểm vào lệnh cần hội tụ các yếu tố nào. Thì đây là cái bài học sắp tới. Trong một cái khóa học tôi sẽ chia sẻ cho một số anh chị mà các bạn vào trong group cộng đồng này. Cái group cộng đồng này các bạn lưu ý, cái cách của tôi là tôi sẽ không có làm việc miễn phí đâu các bạn. Thực ra tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái case study quan trọng để cho các anh chị thực sự hiểu tại sao tôi lại làm những cái điều này. Và cách làm việc của tôi là tôi phải chọn những anh chị em thật sự nghiêm túc. Nên nếu thực sự các bạn nghiêm túc, các bạn cần phải xây cho mình một cái hệ thống giao dịch. Mà để xây dựng một cái hệ thống giao dịch nó không phải trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi các bạn là cần thời gian. Bởi vì các bạn xây một cái cầu mất bao lâu, đúng không? Xây một cái ngôi nhà mất bao lâu. Và các bạn thấy để mà các anh chị có thể có một cái công việc ổn định, các bạn cũng đã học, đã dành thời gian bao nhiêu năm trời ngồi trong ghế nhà trường. Thế bây giờ trong lĩnh vực này nó khó như thế này, mà các anh chị cứ đòi một hai buổi mà có thể làm được thì làm sao có được. Để có thể đúc kết ra những cái thứ này, tôi đã trầy vi tróc vẫy, tôi nói các bạn là 10 năm trời trong cái thị trường này rồi đấy. Không phải là tôi đã giỏi đâu các bạn. Tôi vẫn đang những cái bước hoàn thiện hơn nữa. Và tôi chẳng qua là một cái người đi trong thị trường này có thể là lâu hơn các anh chị một xíu, có những cái cơ hội gọi là sấp mặt nhiều, rồi mới nhận ra được những cái sai lầm và tôi đang chia sẻ lại cho các bạn. Ở đây các bạn lưu ý kỹ này, tôi không phải là một cái KOL nha, tôi cũng không phải là một người thầy gì cả. Đơn giản chỉ là một người chia sẻ cho các anh chị những cái trải nghiệm, những cái thứ mà tôi đã trải qua. Có thể nó đúng với các anh chị, có thể nó không đúng, bởi vì trải nghiệm của mỗi người nó sẽ khác nhau. Thế nên các anh chị thấy nó phù hợp thì các anh chị dùng, các bạn thấy nó không phù hợp thì các anh chị bỏ qua. Và một điều nữa là các bạn nhớ trong thị trường này không có khái niệm mình học xong đâu các bạn. Không có khái niệm mà mình dừng lại đâu. Bởi vì tôi thấy là càng học tôi càng nhận ra được rất là nhiều những cái bài học mà mình sai lầm trong quá khứ. Nhờ cái việc liên tục hoàn thiện cái kỹ năng, liên tục hoàn thiện cái hệ thống giao dịch mà tôi thấy rằng cái tỷ lệ thắng của mình nó càng cao hơn và cái cách xử lý vấn đề của mình nó càng tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà tôi luôn liên tục
nâng cấp bản thân, học tập liên tục là vậy. Đó. Thì quay trở lại là để làm được điều này thì cần phải nghiêm túc. Bởi vì các bạn biết, chúng ta phải biết một cái thực tế là 90-95%. Cái này ai cũng nghe các bạn này, nhưng mà ít ai làm đó. 90-95% là các bạn mất tiền. Thế thì các bạn thấy là để các bạn nằm trong cái top 5%, các bạn cần phải làm sao khác biệt với cái đám đông. Thì mình cần phải có một cái hệ thống giao dịch chuẩn chỉnh, mình cần phải có ghi chép nhật ký giao dịch đầy đủ. Đó là lý do vì sao mà nó sẽ có cái khóa học là 3 tháng xây dựng cái hệ thống giao dịch theo phong cách của các bạn. Và có 3 tháng các bạn xây dựng thêm nữa cái là phong cái cách mà các bạn ghi chép nhật ký giao dịch. Thì những thứ này nó đều nằm trong này hết trơn này. Đó, các bạn biết là ghi chép nhật ký giao dịch thì là một quá trình nó rất là dài. Đó, tại sao các bạn phải ghi chép? Đó. Và tôi set up cái chương trình này, nó sẽ đi trong 3 tháng. 3 tháng đi song song hai khóa học, bởi vì hai cái này nó bổ trợ cho nhau. Để hiểu rõ được những điều này, các anh chị làm ơn xem lại cho tôi, có hai cái video quan trọng trên kênh YouTube này là cái video workshop tinh túy RSI và MACD này, workshop 2. Video 1 và video 2, các bạn cần phải xem thì các bạn mới thực sự hiểu được. Đó. Và quay trở lại tiếp tục này. Lộ trình thì ở đây sẽ có hai khóa học, như hồi nãy tôi nói là cái khóa học 3 tháng xây dựng một cái hệ thống giao dịch theo cái phong cách của các bạn. 3 tháng các bạn xây dựng cái thói quen ghi chép nhật ký giao dịch. Thì hai cái khóa học này nó trị giá như thế này. Đó. Thì ở đây sẽ có một cái sự hỗ trợ đặc biệt, các bạn sẽ không phải thanh toán cái số tiền này. Bên cạnh đó, tôi nhắc lại là tôi sẽ hỗ trợ các bạn một số cái như sau. Thứ nhất là cái khóa học Trading Spot. Cái này thì ở đây trong cái buổi Zoom tôi cũng đã có nói rõ với các bạn rồi. Cái bộ công cụ RSI cho các bạn. Cái thứ ba nữa là hai cái khóa học này. Thì tổng cái số tiền nếu như các bạn đăng ký ở trên cái website thì nó là 13.760.000 này. Và hiện tại tôi hỗ trợ các anh chị trong giai đoạn này. Các bạn nhớ kỹ là trong cái giai đoạn setup. Và tôi chỉ set up một lần. Thế nên câu chuyện là mới có cái giá hỗ trợ là 2.450.000. Thì ở đây khi mà tôi đã chia sẻ cho các bạn trên cái kênh YouTube thì có một số anh chị nhắn tin cho tôi, có một số anh chị nói một số cái như sau. Thế nên luôn tiện tôi cũng sẽ giải thích cho các bạn để các bạn thực sự hiểu rõ cái câu chuyện tại sao tôi lại có cái khoản phí này. Các bạn lưu ý kỹ này. Cái khoản phí 2.450.000 này á, tôi khẳng định các bạn, những anh chị nào mà vào trong thị trường đầu tư tài chính này, nếu số tiền mà 2.450.000 này á, là con số mà gây khó khăn cho các bạn, thì lời khuyên chân thành của tôi là các anh chị hãy dành thời gian các bạn học tập xem cái kênh YouTube Tuệ Trading này đi, mà hãy khoan đem tiền vào thị trường. Bởi vì nếu như các bạn mà cái số tiền đó nó khó khăn, các bạn hãy tập trung vào cái việc xây dựng, hãy tập trung vào cái việc là tạo ra cái nguồn thu nhập. Chịu khó xem trong cái danh sách phát này này, có một cái chuỗi video là chuỗi video thoát nghèo để làm giàu á. Tức là đầu tiên các anh chị làm gì thì làm, hãy làm ơn là học tập trước. Và các bạn phải làm sao biết cái cách tiết kiệm, giữ lại cho mình một cái số tiền, rồi sau đó các bạn kiểm soát về những khoản chi tiêu cho nó hợp lý để các bạn tích lũy tiền. Thì khi mà mình tích lũy được một cái khoản tiền rồi á, mình có thể là bắt đầu học về đầu tư. Thì trong này tôi đã có chia sẻ cho các bạn một cái lộ trình các bạn cần phải xem qua, xem kỹ nha các bạn. Và đặc biệt lưu ý nữa là có rất nhiều anh chị, tôi phải nói các bạn điều này nè. Cái số tiền mà 2.450.000 này á, nó không phải là số tiền lớn. Nhưng nếu như mà các anh chị đang không có được số tiền này, hoặc số tiền này nó đang gọi là một cái rào cản với các bạn, thì các anh chị hãy xem lại cái cách các anh chị sống, các anh chị hãy xem lại cái cách các bạn làm việc, các bạn sống như thế nào, các bạn làm việc như thế nào, để mà bây giờ cái số tiền mà 2.450.000 đó lại là cái số tiền lớn của các bạn. Các anh chị thấy là cái cuộc sống này chúng ta rất công bằng đúng không? Chúng ta, những anh chị đi ra ngoài đó, các bạn giỏi, các bạn có thể kiếm được những cái công việc, những cái mức lương rất là tốt. Thế tại sao người ta có thể kiếm được cái mức lương một tháng vài chục triệu, mà tại sao các bạn lương các bạn là chỉ có 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu, đúng không? Rồi tiếp tục nữa là người ta có thể là kinh doanh, có thể business, có thể là tạo ra những cái nguồn thu nhập khác. Thế tại sao các anh chị chỉ có một cái nguồn thu nhập? Tôi nói điều này các bạn để cho các bạn thực sự ý thức, để cho các anh chị nỗ lực, chứ không phải có ý gì cả.
Bởi vì cái số tiền này mà nếu như mà các bạn không có, tức là các bạn đang sống rất hời hợt, các bạn đang vô trách nhiệm với cái cuộc sống của các bạn. Bởi vì các anh chị thấy cái số tiền này nó không bằng một cái bữa mà người ta đi ăn nhậu đúng không? Không bằng một cái buổi là người ta mua một cái đồ, một cái túi xách, những cái túi xách mà của người ta vài chục triệu, vài trăm triệu. Hay tại sao họ có tiền họ mua được những cái đó? Mà trong lúc đó cái số tiền này là một cái số tiền khó khăn với các bạn. Thế nên tôi nói điều này để cho các anh chị lưu ý là cái cách của tôi tạo cộng đồng á, là ở đây này. Tôi không tạo cộng đồng miễn phí. Cái cộng đồng ở đây tôi muốn ít ra các anh chị bỏ một cái khoản phí vào để các anh chị thật sự nghiêm túc. Bởi vì nếu các bạn không bỏ tiền các bạn, là tôi nói các bạn không có nghe đâu. Tiền bạc ở đâu thì tâm hồn các bạn ở đó. Nó giống như trên cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật này các anh chị này. Tôi khẳng định với các bạn luôn là cái chuỗi video này nó sẽ đáng giá rất là nhiều tiền các anh chị ạ. Các anh chị chịu khó đi học những cái khóa học bên ngoài đi, xong rồi các bạn về các bạn xem cái chuỗi video này. Ở đây các bạn lưu ý tôi không có ý so sánh gì cả, nhưng tôi dám khẳng định với các bạn luôn là cái chuỗi video này nó thực sự giá trị. So với những cái khóa học mà các bạn học ở bên ngoài kia, ví dụ như một ngày, hai ngày, chắc chắn sẽ không đầy đủ bằng cái bộ video này đâu. Bởi vì các bạn biết sơ sơ cái bộ video này không thôi là nó đã 32 cái video, có cái là khoảng tầm hơn nửa tiếng, một tiếng. Thì các bạn cộng lại thời gian nó rất là dài. Và trên này tôi chia sẻ cho các bạn gần như rất là nhiều những cái thứ. Nhưng chỉ vì các bạn không bỏ tiền ra thì các bạn học rất hời hợt, các bạn mạc nhiên rằng nó là cái thứ phải chia sẻ. Thì cái cách mà tôi tạo ra cái group cộng đồng này và tôi chia sẻ cho các bạn hai cái khóa học đó để cho các anh chị biết được cái cách các bạn là xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Các bạn biết cách các bạn ghi chép lại những cái lịch sử, những cái nhật ký giao dịch mà thông thường, nếu các bạn bình thường các bạn rất hời hợt. Tôi hỏi rất nhiều anh chị là các bạn có ghi nhật ký giao dịch không? Thì đa số trả lời với tôi là không. Hỏi có biết nghe điều đó không? Thì có nhưng mà không làm. Thế nên cái cách của tôi khẳng định với các bạn là bản thân tôi cũng vậy thôi. Khi tôi làm việc nghiêm túc thì nó mới có cái kết quả nhất định. Thế nên để hướng dẫn các bạn thì tôi phải làm một cái cách thật sự nghiêm túc. Tôi phải lọc thành viên để cho các anh chị thực sự rất là nghiêm túc. Các bạn biết đó, những anh chị mà họ nằm trong cái nhóm đầu tư crypto dài hạn chuyên sâu này này, thì một cái khóa học là 36 triệu. 36 triệu không phải là số tiền lớn, nhưng nó cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Các bạn biết đó, 36 triệu nó không bằng một cái tháng của một số anh chị cho con học ở những cái trường quốc tế nữa. Nhưng tại sao đối với một số anh chị 36 triệu nó là một cái số tiền rất là lớn? Đó là lý do tại sao các bạn cần xem lại cái cách mà mình sống, cái cách mà mình làm việc, cái cách mà mình học tập. Để tại sao cái số tiền 36 triệu đó mà đối với các bạn là một cái số tiền lớn, còn đối với người ta là một số tiền nhỏ. Rồi tương tự là cái số tiền mà 2 triệu 450 nghìn ở đây này, nó là số tiền lớn với các bạn. Tôi nói điều này để cho các anh chị nào mà thực sự nếu mà các bạn số tiền này là số tiền lớn và là một cái số tiền khó khăn của các anh chị, thì các bạn hãy nên xem lại cái cách mình sống, cách mình học tập, cách mình làm việc như thế nào mà bây giờ số tiền này lại là áp lực với mình. Trong lúc đó các bạn thấy những người khác họ có thể kiếm một ngày vài chục triệu, vài trăm triệu là câu chuyện hết sức bình thường. Thì thông qua đó mình chịu khó, mình nỗ lực, mình học tập. Còn ở đây tôi làm điều này, tôi mong muốn là tôi tạo ra một cái cộng đồng chất lượng. Một cái cộng đồng mà khi các bạn bỏ vào đây một cái số tiền rất là nhỏ đúng không? 100 đô. Để các bạn hoạt động trong này ít nhất là 3 tháng các bạn học lý thuyết và có 3 tháng thực hành với nhau nữa. Để xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Bởi vì cái này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà các bạn giao dịch Forex này, các bạn giao dịch bên chứng khoán, đặc biệt là cái này chuyên về cho những anh chị crypto. Nhưng những anh chị bên chứng khoán, bên Forex, các bạn cũng phải xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch, cũng phải ghi chép nhật ký giao dịch. Đó. Và các bạn lưu ý kỹ nè, cái số tiền hiện tại tôi đang để trên này á, là mục đích á, là hỗ trợ các anh chị chọn những anh chị thật sự nghiêm túc. Nếu các bạn thấy phù hợp thì các bạn join vào. Và trong giai đoạn này nó mới chỉ có giai đoạn gọi là cái số tiền hỗ trợ này thôi. Còn chắc chắn câu chuyện sắp tới số tiền nó sẽ khác. Nó sẽ có thể quay về lại với giá trị của cái khóa học là tôi đang để ở trên cái file như hồi nãy cho các bạn. Đó. Nên tôi muốn các bạn thực sự hiểu. Và cái cách của tôi là anh em làm việc với nhau thật sự nghiêm túc. Trên kênh YouTube sắp tới tôi cũng sẽ ít chia sẻ video, bởi vì tôi sẽ tập trung toàn thời gian cho cái việc những anh chị vào trong cái nhóm. Bởi vì
là tôi muốn dành thời gian cho họ, bởi vì họ đã ít ra đã tin tưởng, đã đầu tư một cái số tiền không lớn cũng không nhỏ là cái số tiền này. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó. Thế nên những anh chị nào thực sự nghiêm túc thì các bạn chịu khó xem kỹ cho tôi hai cái video quan trọng ở đây, là cái video về tinh túy của RSI này, nội dung của buổi Zoom workshop một ngày 1 và ngày 2. Xem kỹ và cảm thấy phù hợp thì các bạn đăng ký vào. Đó, khi các bạn đồng ý, các bạn xác nhận, các bạn chuyển khoản vào cái thông tin ở đây. Cái thông tin chuyển khoản thì các bạn có thể quét cái mã QR code, hoặc là các bạn có thể chuyển vào cái số tài khoản ở đây. Ở bên dưới cái video này tôi cũng sẽ để cái thông tin chuyển khoản để các bạn có thể chuyển. Và khi các bạn chuyển khoản xong, các bạn nhớ các bạn điền thông tin vào cái đường link ở bên dưới là xác nhận đã chuyển khoản. Xác nhận đã chuyển khoản. Và khi các bạn xác nhận xong thì bộ phận hỗ trợ sẽ liên hệ lại với các bạn để hướng dẫn các bạn vào trong cái nhóm này nha các anh chị, vào trong nhóm này. Và các bạn lưu ý kỹ nè, ở đây tôi chỉ nói với các bạn là chúng ta làm việc với nhau thật sự nghiêm túc. Những anh chị nào đã follow theo kênh YouTube Tuệ Trading trong một cái thời gian rất là dài thì tôi nghĩ các anh chị cũng hiểu được cái cách làm việc của tôi như thế nào. Và tôi nghĩ cái số tiền mà 2.450.000 này là một cái số tiền tôi nghĩ nó cũng không có phải là gánh nặng với các bạn, nhưng nó phải thật sự là ít ra các bạn bỏ một cái số tiền để các bạn thật sự nghiêm túc, để tôi có thể làm việc với các bạn trong một cái thời gian dài. Thì hy vọng cái video này nó mang lại giá trị cho các anh chị. Lưu ý một điều này nữa nè, là khi mà hai cái video này còn hiệu lực và cái video mà tôi chia sẻ cho các bạn ở đây nè nó còn up trên kênh YouTube thì lúc đó hiệu lực của cái khóa học nó sẽ còn. Khi mà tôi xóa cái video này đi thì lúc đó tức là cái nhóm này các bạn sẽ không còn cái mức phí ưu đãi này nữa, và chắc chắn là các bạn sẽ chờ cái khóa tiếp theo. Thì hy vọng các bạn hiểu để các bạn nắm thông tin mà các bạn join cùng, để khi mà tôi bật cái chế độ triển khai thì khi đó các bạn sẽ không bị bỏ lỡ thông tin. Thì hy vọng cái video này giúp ích được cho các bạn những cái thông tin quan trọng. Hẹn gặp lại các anh chị trong khóa học. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.